Vừa rồi có một Phật tử đặt một câu hỏi, đó là con không hiểu con mắc cái nợ gì vậy? Mà con ở nhà với chồng con nói câu trước câu sau là bị ổng đánh. Nhiều lần con bỏ về nhà mẹ con thì ổng lại tới, ổng lại năn nỉ, ổng khóc lóc, ổng năn nỉ, ổng chở con về. Ổng hứa đủ điều, con thấy tội lắm. Nhưng mà rồi khi con về nhà thì cứ được 1-2 ngày đầu là ổng thương yêu, ổng quan tâm. Nhưng mà qua ngày thứ 3 là nói câu trước câu sau bị đánh, bị chửi. Thầy cho con biết con bị cái nghiệp gì? Thưa đại chúng, là mình trả lời như thế nào cho nó phải? Chẳng lẽ mình nói ai biểu kiếp trước mà cứ đè đánh ông chi, giờ kiếp này ông đè ông đánh lại? Nhưng mà đây cũng là trường hợp không phải của riêng một người đâu. Mình nghĩ của rất nhiều những bà, những cô, những chị. Về ở với nhau được 4 năm bụng con đó, cứ nghĩ là hạnh phúc lắm. Ai ở bên ngoài cũng khen, cũng nói ô, chị hoặc em có cái phúc đức ghê, có được ông chồng tốt, ông làm ăn cũng có của có tiền, thấy gia đình im ấm. Cái chị đó chị nói thầm trong bụng, tại chẳng qua tôi không có nói với bà biết là hàng ngày tôi bị chồng đánh, ông đóng cửa ông đánh hoài, cái sĩ diện đâu nói được. Cái cũng ngượng cười, tôi hạnh phúc lắm, chồng tôi không thương, dễ sợ lắm. Mỗi lần mà ông nựng nhẹ nhàng là có 5 dấu tay in trên cái má thôi, nhẹ lắm. Thưa với đại chúng, tất cả mỗi con người của chúng ta đều có cái nghiệp riêng của mình, có cái nợ ân hoặc oán với người đó, để kéo nhau về sống chung. Nếu như mình là người có phúc duyên gặp được Phật Pháp, mình xây dựng đời sống của mình tốt á, thì mình tự nhìn nhận được nghiệp chướng của mình, rồi mình nỗ lực mình sám hối, nỗ lực mình tu tập, mình chuyển hóa được nghiệp thức của mình ngay. Nợ ân oán của mình với người đó là hết. Còn nếu mình không có cái duyên gặp Phật Pháp, mình cứ than, mình cứ trách, nợ ân oán nó còn mãi. Nhưng Minh Thiền đã từng kể cái câu chuyện rồi đó. Có cái cô đó, cô làm đúng chồng cũng đánh, làm sai cũng đánh, trang điểm cũng đánh, mà không trang điểm cũng bị đánh. Ở đây có ai vậy không? Có cái cô nào có phước vậy không? Làm gì chồng cũng đánh, riết rồi không dám gặp mặt chồng. Chồng ở nhà trên là chạy trốn nhà dưới, ổng xuống nhà dưới là lẻn lẻn chạy ra sau hè. Đau khổ quá. Cái hôm đó cậu đi chợ buổi sáng, cái cậu dành thời gian, cậu ghé vào cái chùa kia, cậu thắp nhang, cậu lại Phật. Lại Phật xong thì cậu mới định đi ra đi về, nhưng rồi gặp thầy trụ trì. Gặp ông thầy cái cậu thấy cái dáng ông thầy thư thái thông dong, thanh thoát quá. Mới lại nói bạch thầy, thầy cho con hỏi, con mắc cái nợ gì ông chồng con mà cứ hở miệng ra là ổng đánh, hở miệng ra là ổng đánh? Thầy có cái cách gì, thầy cho con một cái lá bùa nào đó mà về con uống, hoặc con dán vô chỗ nào đó là ổng hết đánh con? Ông thầy ổng nói, con còn nợ nó tới 2 roi nữa lận, còn nợ nó tới 2 cây roi nữa lận. Mà thiệt, ông thầy ông không chừng tới nhà mà sao ông biết hay thiệt chứ. Ông biết là còn nợ 2 cây roi, vì chồng của cô này mỗi lần đánh là ông đi kiếm mấy cái cây, ông chặt, ông làm roi, ông dắt trong dách đó, ông rút, ông quánh túi bụi. Rồi bà vợ bà nói, dạ thưa thầy, vậy kiếp trước con là gì mà con nợ nó dữ vậy? Ông thầy ông kêu, kiếp trước á, nó là con bò, sáng nó đi ăn hay không đi ăn gì con cũng đánh. Con là cái thằng chăn, cứ sáng mở cửa lùa nó đi ăn là con quánh, ra nó ăn con cũng quánh, không ăn con cũng quánh, chiều lùa về con ngồi trên lưng hay con đi bộ gì con cũng cầm roi con quánh. Cho nên con nợ nó còn 2 cây roi nữa lận nha. Chẳng biết ông thầy ông nói trúng hay nói trật, không biết ông nói thiệt hay nói giỡn. Nhưng mà bà vợ nghe như vậy tự nhiên có động lực, có niềm tin. mình trả nó 2 cây roi nữa là nó hết oánh. Thế là bà tung tăng và đi về. Bà cứ cười tí ta tí tửng. Nhiều người đi trên đường gặp bà chào bà cũng không thèm chào lại. Người ta nói hình như nó bị chồng nó quánh điếc, nó điên rồi. Ông chồng bình thường thấy vợ của mình đi chợ về rất đúng giờ, bữa nay trễ 10 phút. Bực bội nghĩ rằng nhỏ này nó ghé đâu nó bà tám rồi. Rút sẵn cây roi cầm trên tay, bà vợ vừa về tới cổng là ông nhảy ra, ông chỉ cây roi thẳng vô mặt. Cái con điên kia, mày đi đâu giờ này mới về? Là ông nhảy ra ông quýnh túi bụi. Thường mà ông nhào vô ông quýnh là bà la, bà đỡ, bà chạy. Lần này ông quýnh, bà đứng xuôi tay cho quýnh mà còn cười không khóc. Ông múa máy một hồi cái gãi hết cây roi. Ông chạy vô nhà ông định rút cây roi ra là quánh tiếp. Nhưng chạy ra thấy bà vợ sao bà đứng bà cười cái tự nhiên ông khựng lại. Ông nghĩ ủa lạ, mấy bữa mình quýnh là nó la, nó chạy, nó khóc, bữa nay sao quýnh nó cười, hay là nó điên thiệt rồi ta? Thưa rằng cái ông không quýnh, cái ông hỏi. Ông chắp tay sau đó ông hỏi: Ê, bữa nay mày bị điên hay sao mà tao quýnh mày không khóc? Sao mày không chạy mà mày còn cười nữa? Mày cười để mày thách đố tao à? Cái bà vợ bà nói: Chồng ơi, anh nghỉ mệt một tí đi rồi quýnh em cho trót cây roi nữa rồi hết nợ anh nha. Chồng nghe nói ông mới ủa lạ, anh nói cái gì vậy trời? Ông mới hỏi: Sao mày nói khùng điên gì đó? Bà vợ bà kêu: Hồi nãy em đi về em ghé ngang cái chùa đó, em hỏi về trường hợp tại sao mà em bị chồng đánh hoài. Ông thầy ông nói kiếp trước chồng là con bò. Bà thiệt tình dễ sợ không? Mình nói trớ trớ gì đi. Mình nói chồng là con bò, em là thằng chăn. Em quánh chồng cho nên kiếp này em nợ chồng, cho nên chồng quánh em. Nhưng mà em quên hỏi thầy là không biết kiếp sau rồi em có quýnh lại chồng hay không. Ông chồng nghe như vậy thì ông thấy ồ không được. Mình không biết ông thầy kia và nó nói đúng hay nói sai, nhưng mà thôi mình tin là có đi cho nó chắc ăn. Mình tin là có, vì nếu như mình quýnh nó kiếp sau nó quýnh ngược trở lại thì không chịu không nổi đâu. Cho nên thôi kiếp này mình bỏ, không quýnh nữa. Cái ông chồng ông mới xuống giọng, ông mới nói: Vợ ơi, bắt đầu vợ rồi đó. Chứ hồi lúc nãy chưa nghe là câu con điên, cái con khùng. Giờ nghe xong cái: Vợ ơi, nếu mà thiệt như vậy thì anh cho em nốt cây roi này, không quýnh nữa. Nhưng anh xin em là đừng có giận anh, để kiếp sau đừng có quýnh. Kiếp sau mà em đè em quýnh lại anh chịu không nổi đâu. Cho nên mình xí xó ở đây vợ nghe. Mình hứa là mình thương yêu nhau để mà sống, từ nay không có quýnh nhau nữa. Thế là hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Cho nên cái cô gì đó hỏi đó thì nhớ, có bị chửi thì cũng ráng chịu. Kiếp trước chửi người ta dữ quá anh chị. Như cái quan trọng nè, cái quan trọng nó là ở chỗ này, là người Phật tử á, chúng ta không oán, không thù, không hận người làm ta đau khổ. Vì chúng ta ý thức được rằng ta đang trả nợ cho người, đang trả nợ trong dòng nhân quả. Kiếp này người ta quánh mình một tát tay, người ta chửi mình vài câu, mình đâu biết rằng kiếp trước mình đã từng quánh người ta như vậy, đã từng chửi người ta như vậy. Cái nợ mình trả. Nhưng thưa, nếu như cái nợ mình trả mà trả trong sự hoan hỷ, trả trong sự tha thứ, không thù, không hận, không oán trách, kiếp sau không còn nợ nần nữa. Trả xong là hết. Còn nếu mình cũng trả mà lại sanh tâm sân giận, để rồi thù, để rồi giận, để rồi oán trách, thì kiếp sau chúng ta lại gặp nhau để trả vai cái nợ nần này nữa. Lận đận lắm, khổ cực lắm. Vì vậy trong đời sống tất cả mỗi con người chúng ta có mặt ở đây để trả nợ trước hết. Minh Thiền cũng trả nợ theo nghiệp dĩ của ông thầy tu, các vị cũng trả nợ theo nghiệp dĩ của một người Phật tử. Tất cả đều trả nợ, nhưng nhắc nhau rằng phải hoan hỷ, phải cảm thông và tha thứ hết cho những người làm ta đau khổ, được không ạ? Mình kể nhau nghe một câu chuyện nữa rồi mình chia tay ở đây. Hẹn mai mốt có duyên mình gặp lại. Cái anh chàng đó, một hôm Thượng Đế nói với anh rằng ta giao cho con một cái công việc rất trọng đại, ta mong con làm vừa ý của ta. Anh mới thưa với Thượng Đế, dạ thưa Ngài, Ngài muốn con làm việc gì? Thượng Đế nói rằng ta có một cái con ốc sên, ta muốn con hãy dẫn nó đi dạo. Vì quá kính phục Thượng Đế, anh nghe lời nhưng lòng không vui. Vì anh biết rằng xưa nay người ta dẫn chó, dẫn con này con kia đi dạo, chứ bao giờ ai dẫn ốc sên đi dạo. Nhưng rồi anh làm, anh đi sau thì thấy con ốc sên nó bò quá chậm phía trước. Anh bắt đầu mới bước từng bước chậm rãi, nhưng mà cảm thấy nặng nề lắm, khó chịu. Anh mới bước vội về trước mấy bước, anh cầm dây anh kéo con ốc sên đi, muốn cho nó phải đi vội vã, đi nhanh lên. Anh ta bực bội khó chịu vì sự chậm chạp của con ốc sên. Nhưng con ốc sên thì nhìn anh với ánh mắt muốn anh cảm thông rằng tôi đã cố gắng hết sức, tôi đã nhanh hết sức có thể, nhưng vì thân phận của tôi không thể nhanh hơn như vậy được. Anh ta bực bội, anh ta khó chịu, anh ta cố dùng sức để kéo, để đẩy con ốc sên đi. Và có lúc anh đi sau anh quất cho nó một đá nữa chứ. Và rồi thưa các vị, con ốc sên thì cố gắng hết sức cho đến thân mình rướm máu, nhưng nó vẫn không thể nhanh hơn được. Nhưng trong phút giây mà anh bực bội đó, tự nhiên anh nghe đâu đó có một cái làn gió, nó thổi ngang người anh, làm anh mát cả da thịt, mát cả khuôn mặt. Và trong làn gió đó đã vô tình đưa một cái mùi hương của những loài hoa rất thơm đi vào trong lỗ mũi của anh. Anh hít thở, và trong phút giây đó anh đứng lại, anh tận hưởng làn gió mát, anh tận hưởng mùi hương của hoa. Anh mới sực nhớ rằng ồ, nếu như ta đi nhanh, ta đi vội vã, ta đi một mình, ta không có cơ hội để đón nhận làn gió này, ta không có cơ hội để được hửi cái mùi thơm kia của hoa. Vì vậy con ốc sên là thứ mà đã giúp ta có cơ hội để tận hưởng được cái đẹp, cái tốt của đất trời, của thiên nhiên. Đây là bài học cho chúng ta. Tất cả mọi việc trong đời sống, trong công việc, trong giao tiếp, hay là trong sự tu tập, cái gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, chậm mà chắc. Đừng vội vã, đừng vội vàng. Người xưa đã nói dục tốc bất đạt, muốn nhanh nhưng đôi khi lại là chậm. Người vội vã, người vội vàng, người hấp tấp không dẫn đến thành công, không dẫn đến mọi điều như ý, mà thường hư sự và thất bại nhiều hơn. Cho nên con ốc sên là một thông điệp giúp chúng ta rằng cứ từ tốn, cứ nhẹ nhàng, hãy tận hưởng đi. Cuộc sống này, ngày tháng nó cứ trôi im đềm, không hề có nhanh và chậm. Nhưng lòng ta đang nôn nóng một cái điều gì đó, ở ngày mai, ở ngày kia, ta muốn nó đến liền. Ta thấy thời gian sao chậm quá, ta muốn thời gian trôi thật nhanh, để đến ngày mai, đến ngày kia, để ta tận hưởng cái việc gì đó, để chúng ta thủ đắc được cái việc gì đó, để chúng ta cầm lấy, chúng ta có được cái gì đó. Còn nếu như chúng ta đã và đang tận hưởng những niềm vui, rồi thời gian nó đi, chúng ta muốn nó phải đi chậm lại. Sao ta thấy thời gian nó nhanh quá, nó phải chậm lại để chúng ta tận hưởng cái niềm vui, tận hưởng cái ham muốn này cho nó được dài lâu hơn. Anh thưa với các vị, thời gian vốn không hề có nhanh chậm, mà nhanh chậm ở lòng người đang có ham muốn, đang có ghét và có thương mà thôi. Đối diện trước một người mà chúng ta không hài lòng, chúng ta muốn hết giờ đi, chúng ta muốn hết giờ. Một đứa học trò bước chân vào lớp học mà nó không hài lòng với cô giáo, nó cảm thấy thời gian ngồi trong lớp một tiết học là cái gì đó dài bằng hàng thế kỷ, khổ đau vô cùng. Nó quên rằng nó đến đó không phải chỉ gặp cô giáo, mà mục đích nó đến đó để học được những bài học từ cô giáo dạy nó. Nhưng vì nó ghét cô giáo cho nên nó không đón nhận được bài học. Cũng vậy, trong cuộc sống, nếu chúng ta cứ vội vã hấp tấp lao về phía trước, chúng ta sẽ đánh mất mình trong giây phút hiện tại. Chúng ta nên tận hưởng, nên vui với những gì đang có mặt, là những gì mà chúng ta đã và đang đón nhận, đang tiếp xúc ở đây. Chúng ta mong về chùa Huyền Trang để tham dự khóa tu, rồi sáng chúng ta tới mong tới chiều để trở về nhà, ngồi nghe ông thầy Minh Thiền nói chuyện mong được hết giờ. Bởi vì ông nói quá buồn ngủ, cho nên mong hết giờ để được đi nghỉ. Cho nên chúng ta không có tận hưởng được giây phút hiện tại của mình đang sống. Vốn dĩ đời sống của chúng ta 70 năm, 80 năm đã là quá đủ cho một thân phận con người. Nếu chúng ta biết tận hưởng nó thì thưa với các vị, 30 năm cũng là đủ cho một kiếp sống. Trong Kinh Pháp Cứu, Đức Phật nói như thế nào? Nếu một người sống 100 năm mà không có thiền định thì không bằng người sống một ngày mà có được thiền định. Người sống 100 năm mà không thực hành theo thiện pháp thì chi bằng sống một ngày mà biết thực hành, biết tu theo thiện pháp. Sống 100 năm mà không có trí tuệ vẫn không bằng sống một ngày mà có trí tuệ. Như vậy Đức Phật muốn đề cao, không phải anh sống lâu mà là tốt, quan trọng là đời sống của anh như thế nào, đời sống của chúng ta như thế nào. Rất mong đại chúng ở đây cố gắng nỗ lực tận hưởng được những phút giây còn lại của cuộc đời. Đừng quá bận tâm, đừng để mất quá nhiều thời gian để so đo, để tính toán chi ly với người thân, với người thương của mình. Quỹ thời gian còn lại dành cho bản thân ta và người thân, người thương của chúng ta trong cuộc đời này ngắn lắm, không dài như chúng ta tưởng đâu. Nên hãy trân trọng cái quỹ thời gian còn lại mà dành hết nghĩa tình cho nhau, trân trọng quỹ thời gian còn lại để tạo nhiều phước lành công đức cho bản thân, trân trọng quỹ thời gian còn lại để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Xin cầu chúc cho đại chúng có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong đời sống hàng ngày cũng như trong công phu tu tập của chính mình. Và bây giờ chúng ta kết thúc buổi nói chuyện ở đây.